ghê chưa? Ghê chưa? Đó. Công ty đi Đà Lạt chơi, đi lên trên đó là anh mới hỏi con một câu như thế này: thử không? Thử không? Thử xem có con không? Con cũng đánh liều con thử. Con lo nhiều. Con nghĩ nếu như mà con có mang thai con của con được á, thì cái điều con sợ nhất á, cho tới ngày mà con đi sinh luôn, cái điều con sợ nhất là con cầm cự không được, và chỉ còn con của con với ông này. Nhìn tụi nó năng lượng dạt dào quá chị à. Mình nhìn thấy dễ thương sao luôn á. Giới thiệu về mình đi nào. Dạ, đầu tiên con xin chào chú Thuận và cô Vân. Con tên là Thống, năm nay con 24 tuổi. Con hiện tại đang là B-boy của bộ môn Wrecking. Con đang hoạt động tại nhóm Fido Crew. B-boy Fido Crew, đúng không? Chú biết. Hiện tại thì con đang làm cái vai trò gì ở trong đó? Dạ, con là thành viên và đi dạy ở đó. Nhưng mà là con có biểu diễn biên đạo luôn không? Con chưa tự tin về phần biên đạo của mình lắm. Con theo chủ yếu là thi đấu đối kháng. Rồi, mời con. Dạ, lời đầu tiên cho con xin chào cô Vân và chú Hận. Con tên là Linh, năm nay con 23 tuổi. Con cũng là dancer, con là mẹ một con. Con. Dạ. Con của con năm nay được bao nhiêu tuổi? Dạ, con của con năm nay được 2 tháng tuổi. Rất cảm ơn con. Mới sinh em bé 2 tháng mà con đã đến với chương trình Vợ Chồng Son như thế này thì rất là quý, rất là trân trọng nha. Cảm ơn con. Ai mà biết là mới sanh, không những mới sanh mà lại mới sanh tươi luôn á. Đứng lên biểu diễn một vài động tác cho chú coi coi. Bây giờ nhảy solo hay là nhảy cặp? Con solo tại vợ con mới sinh mà. Ok, music. Come on. Trời ơi, ước gì mà tôi nhảy được vậy. Ôi trời ơi, nó ngoéo cái chân nữa kìa. Ui cha, trời hay quá. Hay quá. Trời ơi, Bin ơi, tới Bin. Tới chị đó, tới chị đi. Mặt đầm không có nhảy được những cái điệu bộ đó. Mặt đầm là chỉ có tầng tầng đó. Bin. Đó, ghê chưa? Ghê chưa? Đó. Được rồi, anh còn hai đứa con nhỏ lắm em. Hay quá. Cơ duyên nào các con quen nhau? Con gặp vợ của con vào sinh nhật người yêu cũ của con. Tính đúng 3 ngày nữa là hai đứa con gặp nhau lần đầu tiên, tròn 1 năm. Vợ con gặp con ở sinh nhật người yêu cũ của con. Hơi bị nhiều người yêu cũ, con nhớ hết tên luôn á. Dạ, con biết hết, vợ con nhớ hết à. Đâu bây giờ con kể tên người yêu cũ của cô ấy cho chú nghe được không? Huyền nè, Tâm nè, Hoa. Tên đẹp quá vậy. Dạ. Huyền Tâm. Gặp vợ con ở sinh nhật người yêu cũ của con là người yêu thứ mấy? Mới đây luôn. Con là người thứ 10 hay gì? Con số chính xác thì chắc con không biết. Tại vì có những mối tình người ta gọi là chỉ là tìm hiểu thôi, cũng chưa tính là tình yêu. Nên con cũng không biết là con đứng thứ mấy. Nhưng mà con chỉ biết là sinh nhật của chị đó. Tại vì chị đó cũng là dancer cho nên là con cũng biết chị đó. Chỉ là gặp nhau trong cái sinh nhật người yêu cũ thôi. Dạ. Thì con tưởng gì không? Đúng rồi. Dạ không. Vậy sao hai đứa cùng nhớ là đã gặp nhau ở trong cái tiệc sinh nhật đó? Con về nhà cái con đao cái app hẹn hò Tinder á. À hả? Xong rồi cái con quẹt một cái mắt, mẹ nhắn tin cho con trước luôn. Ôi, mẹ nhắn nó nghe nè. Trong avatar ông đẹp lắm hả? Dạ không, con thấy cái áo của anh ngày hôm đó, cái hình trên Tinder avatar là để cái áo có chữ là An, mà An chính là cái studio của cái nhóm mà anh này ảnh hoạt động. Thì anh này ảnh cũng là dancer nè. Thì mình nhắn tin hỏi thật coi phải không, ủa anh cũng là thành viên của Fido hả? Thì anh mới con kiểu lúc đó là con chỉ là ơi anh em nè, vô nói chuyện, chưa có tình cảm gì hết. Xong rồi con coi hình rồi con mới nói, nhỏ này quen, nói chuyện được thời gian cái cho con Facebook cái con add, xong con xóa Tinder luôn. Rồi cái con coi hình, con coi lại được cái khúc đó, cái con mình có gặp nhau rồi em. Lúc đó mới nhớ là mình gặp nhau ở cái tiệc sinh nhật đó, đúng không? Rồi con có nhớ lại là con đã gặp ông này trong cái bữa tiệc sinh nhật đó? Dạ không, tại vì cái khu của con là kiểu con đi ra đường mà con thấy ai mà có người yêu hay có cặp là con mới nhìn. Có bao nhiêu điểm mà con ghét là không có hết. Ví dụ một vài điểm có nào? Cái đầu tiên là xăm nhiều. Không phải là con không thích xăm nha, nhưng mà ảnh xăm nhiều quá. Nhà con là không có thích. Mà mẹ con không thích thì đâm ra con cũng không có ưa lắm. Nông tai là chú hay lắm. Nông tai là cái con cực kỳ ghét nhất luôn. Có thể xăm, có thể làm gì cũng được, nhưng mà nông tai thì không chấp nhận được. Cái thứ ba nữa là
hay chu mỏ, chu mỏ nè. Chua. Đó. Trời ơi. Lúc nào cũng ngồi rảnh rảnh là cứ chu mỏ chu mỏ. Mà tới cái chu mỏ dễ thương mà. Con đang ngồi quạo quạo xong cái quay qua em. Vậy đó. Là kiểu con thấy giống như con nít vậy đó. Xong rồi con mới nghĩ là chắc ông này ông không có trưởng thành. Tôi trưởng thành. Dạ. Thôi chắc không được đâu. Là con không có thích là vì lý do đó. Nhưng mà lúc đó thì Thống có thích bạn không? Lần đầu tiên gặp nhau là con hẹn đi uống cà phê. Tại bữa đó con được off đi uống cà phê. Tự nhiên đâu có phải đi uống cà phê đâu. Bả đi làm hợp đồng với người ta, bắt con chờ 3 tiếng đồng hồ luôn. Thôi thôi, con sao con tự ái con đi về. Không phải, có nghĩa là hai đứa cũng lên. Xong rồi cái tới khúc cái người ta kêu bả lại. 3 tiếng vậy? 3 tiếng, ừ. Tại vì lúc đó con ngu quá. Tại vì lúc đó con ngu quá. Không, chắc có lẽ là cũng đã thích thích rồi. Đâu, mới ngu vậy đó đâu. Đầu tiên con gặp nè, con nói thiệt luôn á. Sau ngày hôm đó con về nha, là con muốn kiểu là thôi không liên lạc luôn. Thứ nhất nè, con gái miền Tây, không phải con không thích nha, nhưng mà bà này nói chuyện chua á, kiểu chim chép chim chép chim chép. Chối điện thoại là chối tay không. Alo anh Hải, là em đang đâu vậy? À, chà bãi đó. Ừ. Mà nhắn tin nghe dễ thương lắm nha, nhắn tin trời chắc bà này nói chuyện dễ thương lắm. Không có luôn điều. Alo. Thôi trước thôi, còn giờ là mày về chưa? Alo Thống, mày về chưa? Dạ, mà không, kiểu... không có được cái tên con trong đó luôn, mày về chưa? À, kiểu mà gọi nhau cho vui vui á phải không? Dạ đúng rồi. Có nghĩa là con cũng không ấn tượng mà này. Dạ con. Vậy sao lại luôn đến được với nhau? Sau ngày hôm đó là cái ngày hôm sau là tự nhiên đưa cái xe cho con. Lúc đó là nhà con ở Biên Hòa, xong rồi con lên con đi làm phụ anh con làm một cái quán bar ở Bùi Viện. Con là quản lý. Bà này đưa con cái xe, tại vì xe con để với mẹ rồi, con chưa đi lấy. Cái bà kêu là thôi anh lấy xe em, anh chạy đi. Cái con cũng chạy về. Chạy về xong rồi cái đêm anh về tới nhà hả, tưởng đâu quan tâm, không có luôn. Nghe anh đọc tin nhắn đi, em gửi cho anh các địa điểm ngày mai chúng ta cần phải đi đó. Mai qua chở bà. Đúng rồi. Con đi làm về là khuya hôm đó, là tới 4 giờ sáng con mới được về. Con ngủ được tới 8 giờ rưỡi á. Cái gọi anh ơi qua chở em đi ăn sáng nè. Rồi xong rồi con chạy một mạch từ đó tới 1 giờ khuya luôn. Là tự nhiên thành tài xế công nghệ cao luôn hả? Dạ, không được công nghệ cao luôn, gọi điện thoại là đi thôi. Cái cột mốc nào mà khiến cho hai đứa lại là để ý nhau và chính thức quen nhau? Vô tình quen nhau là ngay lúc đó, là ngay sinh nhật của Thống. Lúc đó là 2 giờ rưỡi sáng, một người em của Thống mới điện thoại cho con. Chị ơi, hôm nay sinh nhật anh Thống thì mình làm sinh nhật cho anh đi. Cái 2 giờ sáng kêu là đi kiếm bánh kem, mà giờ đó bánh kem đâu ra. Cái con mới lấy mấy cái bánh choco pie á của chú, con chất lên. Rồi thêm 2 cây kem thì con nghĩ bánh với kem thì nó thành bánh kem. Con có mua cặp đèn cầy mà trong ly nữa, mà thôi con thấy kỳ quá con không đem ra. Cái ông đèn cúng hả? Dạ đúng rồi. Mới làm sinh nhật bất ngờ cho ổng. Thì con nghĩ là sau ngày hôm đó thì Thống có tình cảm với con. Có cảm động không? Trời ơi, con đi làm về gần 4 giờ sáng. Con ở bên Quận Nhất, còn bà ở bên Tân Bình á. Tự nhiên lù lù giờ đó đi qua đây. Xúc động liền đúng không? Hơi muốn khóc thôi nhưng mà không khóc được. Xong rồi đến ngày hôm sau là mấy giờ thì tỏ tình? 3 ngày sau, bà này bà bị buồn gì á. Nhắn tin không trả lời, gọi điện không trả lời. Hôm nay cũng không kêu đi đâu luôn. Gọi điện liên lạc cứ anh để em một mình đi. Con cũng không biết sao, bữa giờ đang kiểu như có người quan tâm á. Đang có người nói chuyện với mình đi vui vẻ rồi mình đỡ nhàm chán hơn á. Xong rồi tự nhiên im vậy, cái con khó chịu. Ngày hôm đó con đi làm là con uống quá trời luôn, con nhậu xỉn luôn. Lễ tân đi ra nè biết, tại vì chị đó cũng ở chung nhà tụi con. Xong rồi cũng quý con lắm. Có ăn cơm chung với bà này nè. Xong rồi cái gọi điện kêu bà này là Thống nó làm gì hôm nay nó buồn, nó vô quán nó quậy quá trời quậy luôn. Mấy đứa nhân viên chạy vô kêu anh thống chị nào tới kiếm anh, chị nào tới kiếm anh kìa. Cái con kiểu bị hoang mang là con tỉnh luôn. Xong rồi cái con núp đi vô tới trong luôn, lôi đầu con ra cứng chửi con giữa đường luôn. Tự nhiên chửi con, chửi sao con kiểu nói là cái gì thì cái phải nói chuyện đàng hoàng, tự nhiên nhắn tin không trả lời hỏi gì đó. Xong cái lại tại thấy kêu muốn một mình thì muốn một mình, cái khúc em nói là còn khúc em nhắn tin lại anh phải trả lời em chứ. Rồi cái ổng im, con mới hỏi là làm cái gì mà uống quá trời uống mà người ta mắng dối em vậy. Ủa anh uống công chuyện của anh, con đứng giữa cái phố Bùi Viện mà con la lên mà người ta nhìn. Anh uống chuyện của anh nhưng mà anh uống vậy người ta mét em. Xong rồi bây giờ đã biết sức khỏe không tốt, đã muốn đi tập rồi mà còn uống vậy nữa là xỉn rồi sao. Cái ổng cứ kiểu là phân bua á. Xong rồi con mới kêu là thôi giờ không nói nữa, giờ ngưng uống, ngày mai tỉnh nói chuyện. Tối hôm đó là chưa có tới sáng nữa là 3 giờ mấy đúng không ta, quán của anh vừa là anh bắt chiếc ráp từ bên đó chạy về nhà con luôn. Ngày hôm đó con quyết định tắt thử điện thoại xem có ai quan tâm đến mình không. Thì cái ông này là người chạy qua tới nhà con luôn. Mà nhà con thì xài vân tay. Ông đứng ở dưới, ông kêu vô trong bảo vệ: Anh ơi, anh cho em lên thăm cái bạn ở trên này đi. Anh ơi, giờ gấp lắm rồi, chưa từ tối tới qua giờ điện thoại không được. Anh ơi, làm ơn cho em vô đi. Xong cái tới gõ cửa sổ nhà con vậy nè, mở cửa ra thấy ông. Nhà của con ở là cái chung cư, thì ở trên sân thượng của nó có view đẹp lắm. Hai đứa mới lên chợ đứng nói chuyện. Sau bữa đó là the first kiss. Sau đó là hai đứa là quen nhau bao lâu thì mới tiến xa hơn nữa? Có mấy ngày sau là tụi con quyết định về ở chung luôn rồi đó. Tự nhiên con đang đi làm,
Hôm nay đi làm, tự nhiên giữa giờ mới có 11 giờ mấy, cái nhắn tin cho con, anh có muốn mình quyết định tiến xa hơn, giống như chuyện hôn thú vậy đó, ký một cái là xác định luôn không? Cái con kiểu bị hoang mang cái gì ta? Ủa, em kiếm được cái nhà này nè, đẹp lắm, mình về ở chung với nhau đi. Cỡ chừng tiếng, hai tiếng sau chạy ton chạy qua chỗ con làm vậy á. Anh kêu ai coi vị trí chút xíu đi. Mình đi coi nhà này, em gọi nó được ra rồi. Con cũng thấy cái người mà cho coi nhà, người đó cũng siêng lắm. 11 giờ rưỡi. Bao lâu thì mới dọn về sống chung? Là ngày hôm liền luôn đó. Là có lần đầu tiên luôn. Lần đầu tiên là con còn ở... Nhà cũ 4 ngày tụi con ngủ chung là không làm gì hết. Là con đi ngủ không á? Ngủ chung thôi nhưng mà chưa có mần ăn gì hết. Dạ đúng rồi. Đúng không? Con đi làm con chỉ muốn về con ngủ để có tháng con còn đi làm nữa. Còn mẹ này á cứ về là muốn con nói chuyện, mà con nói chuyện hồi là con nói xong rồi cái con gục luôn. Tới lần thứ tư là quạo với con luôn, xong rồi thức dậy cái mẹ đi đâu mất tiêu rồi. Gọi quá trời không nghe máy. Tới ngày hôm sau đi làm về cái tự nhiên uống bia quá trời luôn. Cái xong rồi con hỏi ủa làm gì vậy? Tại giống mấy người á, tự nhiên quạo dễ con luôn. Mà con không làm gì sai luôn nha. Dắt con về nhà, con kêu là em ngủ đi. Ngày hôm đó xé cái áo con luôn. Xé luôn, mà hôm đó là thứ bảy, con phải mặc đồng phục trắng. Mà ngày hôm đó là khách quá trời luôn. Rồi bạn bè con tới nữa kiếm con nữa, cuối tuần mà. Con đâu có giặt đồ kịp đâu, còn đúng cáo đó. Xé mà xong luôn. Đành đoạn xé đồ của người nhỏ luôn. Đêm đó là chiếm đoạt được ảnh luôn đúng không? Xé cuộc đời của Thấm luôn. Hạnh phúc luôn con. Mệt. Người đàn ông làm việc thâu đêm suốt sáng không có thời gian nghỉ ngơi luôn. Đã vậy bị dằn vặt nữa đúng không? Xé đồ, xé áo rồi nữa. Con á. Lý do gì mà con lại có em bé sớm vậy? Con bị bệnh tim. Bác sĩ có nói với con là khó có em bé. Nếu như mà có đi chăng nữa thì cái lúc sinh rất là nguy hiểm. Con cũng nói với ông này, tại vì mình đã muốn đi xa thì cái gì mình cũng chia sẻ với nhau hết. Mình nói là anh ơi, bây giờ nếu như mà quyết định về ở chung, sau này mình cưới nhau rồi thì em cũng nói với anh luôn là maybe chúng ta sẽ phải nuôi con nuôi. Em không có thể sinh con được, tại vì em bị bệnh tim như vậy á. Thì anh cũng nói là ừ, sinh con nuôi thì con nuôi, miễn sao vợ chồng mình hạnh phúc với nhau. Tới một cái thời điểm, đợt đó là tụi con đi cũng với cái quán anh làm luôn, công ty đi Đà Lạt chơi. Đi lên trên đó là anh mới hỏi con một câu như thế này: Thử không? Thử xem có con không. Con cũng đánh liều con thử. Trước cái ngày con tới tháng là một tuần lễ, ông này không ngủ. Xong rồi cái nói với con gì nè: tự nhiên anh nôn cái gì á, có khi nào có bầu không em? Con cũng giật mình. Mà con năng lượng lắm. Con cũng đi mua vé số luôn. Tức là sao cái chuyến đi Đà Lạt đó phải không? Dạ đúng rồi. Có trúng không? Trúng gió không à? Trúng này nè. Cái này nè. Trúng đây. Đó thì là trúng số đó. Lúc con test mà ra hai dập, cảm xúc của con lúc đó như thế nào? Con lo nhiều. Con nghĩ nếu như mà con có mang thai con của con được á, thì cái điều con sợ nhất á, cho tới ngày mà con đi sinh luôn, cái điều con sợ nhất là con cầm cự không được, là chỉ còn con của con với ông này. Biết có bầu, bao lâu thì mới cưới? Con mang thai tháng thứ tư là hai gia đình cưới. Chúc mừng nha, chúc mừng hai đứa nha. Vậy là hai con. Bây giờ là vui quá rồi. Lấy nhau là mới có mấy tháng? 5-6 tháng chứ mấy? Năm sáu tháng. Quá son luôn rồi. Quá son mà quá vui luôn. Quá son. Bây giờ qua cái ấy đi. Chồng con có tật xấu gì không? Dạ có chứ. Thống thì có cái tật là hay cọc. Cọc quạo. Có cái những cái chuyện mà ổng làm với con rất bình thường nha. Mà tới con làm với ổng cái tự nhiên quạo. Con thấy ví dụ như chuyện con nằm kế bên em bé đúng không? Con mở loa to cái là ổng quạo với con. Nhưng mà ổng nằm kế bên con nhắc nhiều lắm. Nhưng mà đâu có gì đâu. Mặt cứ hay nhăn nhó miết à, hay quạo. Chỉ có hơi quạo thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Có nhây không? Cho cô nhìn cái con người này, cô cảm giác là nhây. Nhây cũng không phải là cái xấu, tại con cũng nhây như ổng vậy á. Con cũng kiểu là ai con cũng vui vui, con nhây nhây, con giỡn giỡn vậy. Con chơi với một đứa bằng tuổi con, hay là con có đi chơi với bạn thân của con luôn, hay là con gái luôn nha. Vợ con rất ok, nhưng mà con đi chơi mấy chị quạo. Dạ là ghen với mấy chị. Dạ đúng rồi. Ông này ông tập thể thao á cô. Con không thích cởi chân ở ngoài đường. Đợt đó con đang ngồi kế bên vậy nè. Ông biết con không thích rồi, chỉ đứng thay áo thôi. Mà có hai chị kia đi qua cứ nhìn vô sáu múi của ông, mà cứ nhìn đi mà quấy đầu nhìn lại luôn. Cái con nổi máu lên liền. Nhìn gì mà nhìn dữ vậy? Xong cái hai chị kia quay lại sợ quá chạy luôn. Không, cái nết của con chú có thể đoán được. Tiếp tục. Con là một người rất thích sự sắp xếp. Một ngày có khi con quét nhà lau nhà tới 4-5 lần luôn. Tại vì con không thích nó cứ đi một hồi xong rồi cái nó bị nhám nhám. Nó khó chịu lắm. Nhất là cái bàn máy tính của con. Bàn máy tính là cái nơi con vừa giải trí mà con vừa làm việc, và cái nơi mà con sẽ ngồi lâu nhất ở trong cái nhà. Đừng ai đụng vô hết. Lúc đầu mới quen nha, qua nhà là ngồi lên thôi là con thấy cọc rồi. Con cũng nói luôn, con mà nói sao thẳng cọc luôn. Mà lên mà làm cái gì? Lên là vô nhà con là dục
áo cũng giục lên, ăn cái gì cũng rớt lên. Xong rồi dắt bạn qua nhà nữa, dắt bạn qua nhà ngồi lên cái bàn của con luôn, nó giục son rồi nó chét rồi tùm lum luôn. Trời ơi con quạo. Là lúc đó là mới quen rồi đó đúng không? Dạ. Còn bây giờ thì sao? Còn bây giờ là nói riết trời. Là còn bừa bộn không hay là như nào? Còn, vẫn còn bừa bộn. Cổ có cái hay làm việc nhà không? Vẫn làm, ví dụ con bận quá là làm. Làm mà có gọn gàng không hay làm bừa bộn? Làm con cũng phải làm lại à. Thì đó là ý là bừa bộn. Có nghĩa là nè, ghen là một, bừa bộn là hai, còn có tánh xấu gì nữa không? Có tiền, mê tiền xôi, không? Thích làm ra nhiều tiền, thích giữ nhiều tiền. Thương tiền hơn hay là thương chồng hơn? Con nghĩ là thương chồng hơn. Nhưng mà không? Có một cái này con cọc lắm, là con bị hụt hẫng luôn. Có một lần con đi đấu giải xong rồi con bị lật sơ mi. Tụi con cũng win giải nha. Con đi với thằng em, bạn này gọi cho nó xong rồi nó nói là tụi em win giải rồi nè chị, win giải rồi. Bạn này hỏi được nhiêu, chia ra cũng được thấm thấm á. Ờ xong cướp mấy cái đợp, bà này hôm đó cũng đi làm, bà này hôm đó cũng đi show diễn luôn, mà cái chỗ đó là cũng người quen con luôn. Con đi tới cái là anh em con vừa thấy con cái là cái kêu ê lên 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 chồng mày tới kìa, con cà nhắc đi vô nè, con gặm bằng khen với cái phong bì vô hỏi con đúng con câu à, tiền đâu lấy tiền xong rồi con bé là ngồi lót mặt đi luôn. Con bé làm như nó không thấy em cà nhắc luôn hả? Con đứng ở ngoài con chờ một tiếng mấy đồng hồ, đi làm xong mới ra. Ủa chuẩn bị gì á? Bánh đính tiền xong lúc đó mới nhớ chực á. Nhớ chực là lúc đó hình như nãy chồng mình nó đi cái tướng không bình thường á. Rồi bây giờ con mong muốn vợ con thay đổi điều gì nhất? Con không muốn vợ con thay đổi gì hết. Còn vợ con muốn thay đổi điều gì đó là chuyện của vợ con. Con muốn chồng thay đổi điều gì? Em không muốn chồng thay đổi điều gì hết. Thì đứng lên lương. Ngày hôm nay là còn 1-2 ngày nữa là tới sinh nhật của chồng đúng không? Năm ngoái em cũng cho chồng một bất ngờ, thì năm nay em cũng sẽ cho chồng tiếp một bất ngờ. Ông là bằng tuổi con trai cô, 1997 đúng không? Dạ. Đó, mà con trai cô sinh nhật ngày 12. Trời ơi, làm nhớ con quá. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Con ước là vợ con và con của con lúc nào cũng phải khỏe mạnh hết. Tại vì con là người đi đi vô cái phòng sanh á, chợt tận mắt thấy vợ con sinh. Con vừa thương vợ con, vừa thương con của con, thương mẹ của con nữa. Con có muốn nói điều gì với chồng con không? Dạ biết là chồng đang rất là nặng đầu trong cái chuyện mà mình phải nuôi con. Mà thôi, cứ cố gắng đi. Hôm nay em không ghi tên B-Boy Zoo nha. Không ghi tên là Trần Nhất Thống mà em ghi là Ba Cà Gốt. Thì mình cùng nhau cùng cố gắng. Ok. Rồi, cảm ơn các con. Happy birthday con nha. Nói thiệt với em á, là trẻ hơn em đó. Trẻ hơn em đó. Lúc mà anh cầu hôn, anh quỳ xuống xong cái em chịu cái anh đeo nhẫn vô ngón út quỳ. Đeo nhẫn vô ngón út quỳ. Chào hai bạn. Bây giờ trước tiên là xin mời hai bạn giới thiệu cho mình. Tiên thì xin chào quý vị khán thính giả đến xem đài. Chào Dương Vân, chào Mạnh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Ngọc Đức. Em năm nay 44 tuổi. Nghề nghiệp em là làm bác sĩ. Thì em cũng xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận với lại tất cả mọi người ở đây và khán giả đang xem đài. Thì em tên là Nguyễn Bảo Trân. Năm nay em 26 tuổi. Dạ thì em là bác sĩ định hướng da liễu ạ. Chị có để ý là hai vợ chồng này có một cái gì đó nó chênh lệch với nhau. 44 tuổi với lại 26 tuổi thì họ cách nhau có 18 tuổi chứ mấy. Phải không? 18 tuổi. Mà có vấn đề gì đâu. Nhìn bác sĩ Đức, chị nói thiệt với em á, là trẻ hơn em đó. Trẻ hơn em đó. Cái cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau và ấn tượng gì về nhau lần đầu tiên? Trước cái lúc mà em gặp anh Đức nữa đó, khoảng tháng 5 ngoái á, thì lúc đó là em cũng buồn trong mình á, em cũng đang độc thân. Bạn em mới thấy vậy thì mới nói thôi hay là mày xem bài tarot đi. Thì lúc đó người ta nói với em là tháng 6 này á thì có thể là em sẽ gặp một cái người, nếu như được á thì tháng 7 tiến tới luôn. Tại vì tháng 8 á là cái đường tình duyên của em nó bình lắm, không có gặp ai nữa đâu. Người ta còn nói với em á thì có thể là em sẽ gặp cái người này thông qua cái mối quan hệ chị em bạn gì á, thành ra là ai rủ đi đâu là phải đi nha. Mình nghe vậy mình cũng không biết có thiệt không, mà mình cũng hy vọng. Đúng là tới tháng 6 thì tới gần cuối tháng, cái chị họ của em cũng từ quê chị lên, chị mới rủ đi ăn với sếp của chị. Thì trong chồng cũng có hai người độc thân, mà sao thấy không phải gu của mình. Cái mình về mình nói không, vậy chắc không gặp rồi. Cái tự nhiên tới ngày hôm đó là ngày 29 tháng 6 rồi, thì một người chị họ khác của em mới rủ em là đi qua thẩm mỹ viện của bên anh này làm nè. Thì chị mới làm chăm sóc da bên đó, quản lý ở đó thì là bạn của chị em. Thì chị mới nhìn em, chị hỏi là em nhiêu tuổi, em làm, em tính làm gì, đầu này kia nọ.
cái bà chị em thì bà nói cho nó vô trong đây cho nó xin được học hỏi rồi này kia không. Cái chị kia không biết sao chị sáng kiến, chị sáng ý rồi cho nó nè, theo bác sĩ Đức nè. Trời, bác sĩ Đức là kinh nghiệm lão làng ở đây rồi, theo bác sĩ Đức đi. Là cái bắt đầu xin số điện thoại của em, cho số sao chị quên luôn. Em với chị em về rồi á thì mới có một cái người khách khác điện cho chị. Cái cô đó thì hơi lớn tuổi. Cái tới lúc chị cho lại số điện thoại, cái thì anh này thì anh ép Zalo, cái ảnh sợp ra thì thấy sao thấy cái cô kia lớn quá đi. Cái xong nhầm cái, đúng không? Nhầm người. Cái lúc mà Đức ép cái số điện thoại nhầm đó và Đức nhìn cái hình không phải là cô này á, thì cái lúc đó cái cảm giác của Đức ra Đức. À, không, tại vì tính mình rất là cẩn thận. Tại vì là do cái công việc của mình, với bữa đó là có mấy người khách luôn, thì có cô mà cũng tới chăm sóc ở đó, thì cô cũng có con là bác sĩ, cô cũng muốn làm ai cho mình. Nhưng mình nghi nghi rồi nói chứ có cần có lộn số không á, chứ tại vì mình biết là mấy bạn tư vấn rồi ở dưới là có rất là nhiều số điện thoại liên lạc với nhau, thành ra mình nói thôi đi kiểm tra cho, thôi là nhắn sai một cái là nó kỳ lắm. Mình là bác sĩ nữa, cái mình vô mà nói ủa cô này đâu phải số điện thoại này đâu, cái là xong rồi nói lại số khác, cái cô kia bắt đầu mới đến quán đi gọi lại mới xin lại cái số. Thì không, người thấy là anh này chiều đó anh ép Zalo em, thì anh cũng mời đi ra cà phê. Hôm đó là thứ sáu, mời em thứ hai đi cà phê. Lúc mà Đức gặp vợ của em á, cái hôm mà đi hẹn nhau đi uống cà phê, cảm giác em sao? Em có giống như mình có chiêm nghiệm liền là đây đúng là cái một nửa mà mình đang đi tìm không? Tức là em có cái cảm giác đó liền. Tại vì cái giai đoạn đó nó cũng nhạy cảm, mà lúc đó mình cũng tìm hiểu những người khác nữa. Lúc đó mình nói thật quyết tâm là năm nay phải làm sao phải kiếm được cái người ưng ý để cưới vợ. Chứ bạn bè nó cứ nghĩ là mình bê đê hay gì, trong mà không chịu cưới vợ lâu quá rồi, đúng không? Mình làm năm ngày làm đẹp thì người ở chỗ làm thì người ta thấy mình không có rục rịch gì hết, không có tán tỉnh ai, cái người ta cũng không biết cái bác sĩ Đức có vấn đề gì hay không. Cái gu của em hồi trước giờ là cái gu em hơi cao, tức là em mặc dù em thấp nhưng mà em rất là thích chân dài, tức là những tính sexy trẻ trung. Tức là phải cái gu của em hồi trước em cũng quen bạn gái em toàn cao cao không à. Thành ra là khi mà bạn gặp bạn á thì thực sự là không phải là cái gu của em. Nhưng mà nó là bóc dáng á, như khi mình gặp á thì mình tiếp xúc thì con này, khi mà mình thấy cái năng lượng tích cực vui vẻ và mình thấy cái tinh thần nên như là thấy ô một người rất là lạc quan mà đem lại cho mình cảm thấy là mình thấy rất là dễ chịu, cái đó là mình muốn tìm hiểu thêm. Nhưng mà lúc mà gặp nhau như vậy á là biết về tuổi tác chưa Trân? Dạ em biết rồi, thì lúc mà add Zalo đó thì cũng vô cũng xem cái timeline của ảnh thì cũng có vài tấm hình. Thì em nói anh này không biết có bị có ED không, tại vì sao thấy lớn quá rồi. Thì thường thường á lớn quá là chỉ có một là hướng đó, hai là khó quá thôi. Dạ thì mình cũng nghi nghi vậy. Tới khi nào thì em mới hết suy nghĩ cái điều đó? Tới cái lúc mà gặp mặt lần đầu tiên đi cà phê đó, thì bắt đầu ngồi nói chuyện, được cái là ảnh cười rất là dễ thương như vậy. Nhưng mình cũng cảm thấy tin tưởng, mình có cảm tình. Chứ cái lúc đầu á là em mặc đồ kiểu kính cổng cao tường luôn, như là đi xin việc vậy đó. Nhưng mà đi gặp lần hôm đó thì về thì thấy có thiện cảm. Bao lâu thì em có cái sự mà va chạm về nắm tay, nắm chân hay là... Dạ chắc cũng hơi nhanh á. Em hồi trước giờ em cũng hơi di tâm chút, tức là em hay nói nhất quá tam. Đi với một cái người nào đó em quen đó thì trong vòng 3 lần đó, nếu mà em mà thấy hợp là em sẽ tỏ tình. Còn nếu không có là em sẽ coi như là bạn hoài luôn, chứ không có chuyển đổi. Thành ra là khi bạn này tới cái lần thứ 2, lần thứ 3 là em thấy là ok, thấy dễ thương quá mà thử mình đi. Thì mình xin phép nắm tay đàng hoàng với trong quán cà phê. Anh xin phép làm sao em còn nhớ không? Kiểu lúc đó là tại vì em với ảnh thì ngồi đối diện. Thì ảnh ngồi đây ảnh nói như là em qua đây em ngồi với anh được không? Em suy nghĩ là em thấy sao em hơi nhẹ dạ. Rồi em qua. Em qua lần sao nữa? Em qua thì ảnh nắm tay thôi. Bữa hôm ấy em nắm cái cảm giác em sao? Em nói gì nghe coi. Dạ cái tay thì bạn thấy da rất là trắng, da rất là mướt mà mịn nữa. Cái móng tay á, mặc dù cái người thì nhìn tròn tròn nhưng mà ngón tay rất là thon. Tại vì nắm tay thì nó thật là mình làm một công việc bác sĩ nên là cái chuyện mà tiếp xúc với nắm tay hoặc là khám cho khách thì rất là nhiều. Nhưng mà cái cô gái này mình thấy một cảm giác nó mướt mà là mình thích cầm hoài, phải không? Nó ấm áp mà nó mượt. Rồi như vậy là ngày hôm đó có thể gọi là chính thức là quen nhau chưa? Sau đó như là em với ảnh có cái sự ngầm hiểu vậy đó. Rồi đến khi nào thì ảnh mới chính thức ảnh tỏ cầu tình hôn. Chính thức là hai đứa cầu hôn thôi. Cầu hôn thì chắc cũng 7-8 tháng sau á. Ngay cái ngày cũng đặc biệt là ngày quốc tế phụ nữ ngày 8/3 thì bạn cũng đi làm ở tổ chức cái sự kiện ở bên Oemon Bình Tân á. Tân Phú. Mình qua mình hỗ trợ.
Thì lúc đó mình cũng tranh thủ mình nữa, nhân dịp đặc biệt mình không có lén, mình không có nói gì hết. Tức là mình lo mình đặt hoa nè, rồi mình mua nhẫn luôn, rồi mình làm hết. Tới đó là mặc áo blue mình hỗ trợ cho team bên đó luôn. Thì xong rồi sẵn mình tỏ tình. Tại vì em thì em thích màu xanh lá, thành ra nguyên cái bó bông thường thường ta tỏ tình ta mua nguyên bó bông màu đỏ, không anh mua nguyên bó bông màu xanh lá luôn. Bông hồng màu xanh hả em? Dạ đúng rồi. Thì anh nói là anh kiếm cực lắm mới ra được cái bông rồi. Màu xanh lá. Lúc mà anh cầu hôn anh quỳ xuống xong cái em chịu cái anh đeo nhẫn vô ngón út kìa. Đeo nhẫn vô ngón út kìa. Cho rung quá hai em sao? Lúc đó thật sự rất là hồi hộp. Tại đây lần đầu tiên mình làm điều đó. Rồi sau đó là bao lâu mới đám cưới? Em đám cưới là 30 tháng 4, 1 tháng 5 vừa rồi luôn á. Là vừa cưới xong là bùng dịch luôn á. Nếu 8 tháng 3 tỏ tình thì... tháng mấy gần 2 tháng. Tháng mấy gần 2 tháng sau là cưới. Nhưng luôn mà đó. Cả hai bên có ủng hộ không? Hay là có một cái sự gì đó nó trục trặc? Dạ có. Bên nhà ảnh á thì thấy là em nhỏ tuổi quá. Thì sợ là không biết 10-20 năm nữa em có bỏ ảnh không. Nhiều khi nhất thời thôi. Còn bên nhà em thì ngại ảnh lớn tuổi quá, em có bị ảnh lừa không? Người cô rất là thân thiết với Trân, là giống như cô là giống như má hai vậy đó. Tức là người mà có công nuôi dưỡng với hỗ trợ cho Trân từ cấp 2 cho đến đại học. Cô nghe chưa biết mình là ai, nhưng mà nghe nói là cái khoảng cách tuổi tác thôi là cô nói là cô không ủng hộ. Thì xong rồi cũng làm việc tư tưởng. Thì sau đó thì từ từ rồi cô cũng chấp nhận. Khi mà gặp mình trực tiếp thì cũng thấy mình gặp mình ở ngoài thì chắc có lẽ nó cũng không yên tâm hơn một chút, là nhìn cũng trẻ hơn so với cái tuổi mà người ta đúng nghĩ rồi. Là đó. Đúng rồi, em trẻ lắm luôn á, chị nói thiệt. Nhưng mà về phía bên gia đình của Đức á, mình có cái người anh trai lớn á, tại vì do Đức á là ba mất sớm. Thì lúc mất mới 8 tuổi à, thì anh là cái người giống như trai mà dìu dắt cả gia đình vậy đó, thì nuôi nấng mình ăn học. Thành ra anh rất là thương, để chia buồn với gia đình bên đó, rồi cũng đi tìm hiểu thêm. Xong rồi về, không biết sao mấy sau thì không biết do những tác động của bạn bè của anh điều gì đó, ra vô nói ra vô làm sao đó, cái anh nói là thôi cái vụ này là chắc phải coi lại, tại vì hồi trước thì do mình không có thời gian tao không có coi, bây giờ tao phải coi thầy, rồi nghe bạn bè nói này nọ, tao thấy là cái tuổi hai đứa là thấy không được rồi đó, tại mày tuổi tỵ nó tuổi hợi, dần thân tỵ hợi là tứ hành xung, vô là thấy hai đứa là cái bộ không ổn. Anh thật sự là lo cho cái hạnh phúc của mình thôi, anh nói là tao thương mày tao mới nói. Ủa nhưng mà đám cưới của Đức là anh hai có tới không? Không, đám cưới thì anh không có dự. Giống như anh nghĩ là chắc là mình sẽ nghe theo ý của anh. Nhưng mà mình thì mình quan niệm là cái hôn nhân là của mình. Rồi những anh chị khác trong gia đình á, thì những anh chị khác thì ủng hộ. Là hy vọng rồi thời gian sẽ làm cho anh hiểu được. Đợt dịch vừa rồi thì hai đứa sau khi cưới xong á, là gần như cũng chưa thăm nhà trai lại. Mà nhà gái cũng chưa có quay về bên ngoài luôn. Không đi đâu được hết. Thì ở nhà vừa rồi có những cái dịp dỗ của nội rồi dỗ của mẹ. Thì có gọi cho anh. Thì nói chuyện xong rồi anh cũng hỏi thăm, nói chung anh cũng quan tâm. Mặc dù không đi nhưng mà anh vẫn gửi quà cho người anh kế tiếp là cho quà đàng hoàng. Tới qua dịch mấy này kia là nhóm dỗ là hai đứa về. Rồi anh mở rộng vòng tay đánh chào đón. Dạ, cái đợt vừa rồi nghĩ là một đợt dịch cũng là một cái thử tốt á. Để cho hai đứa coi có bền vững với nhau không, nếu mà khó khăn gian nan như thế nào. Nghĩa là hai bạn là giữ cho nhau đến cái ngày đám cưới và đến cái đêm tân hôn luôn đúng không? Đúng rồi. Vậy cái đêm tân hôn chắc nó đặc biệt lắm đúng không Đức? Nó cũng đặc biệt nhưng mà một phần là tại vì mình là người đạo diễn chính vậy đó, vừa là diễn viên vừa là đạo diễn. Thành ra về là cũng mệt. Về là người ta thì lo đi đếm tiền, mình thì không có đếm tiền, là tới mấy ngày sau mới đếm tiền lắm. Đêm đó là sao? Không đếm tiền. Nhưng mà có đêm đầu tiên đúng không? Có, không đếm tiền nhưng mà mình vẫn động phòng rồi... Ôi vậy ngon lành. Mà chị hỏi nè, ông vậy chắc ông có tật xấu gì đó ha, thấy ông hoàn thiện quá trời. Ảnh thì cái có cái chắc vừa là tốt vừa là xấu là ảnh rất là thẳng tính nha. Ảnh không có nịnh bợ hay là cả nể ai hết á. Thật sự là ảnh sống rất là nguyên tắc luôn á. Đức có gia trưởng không? Em nghĩ người đàn ông nào thì cũng sẽ có phần hơi gia trưởng, chỉ là nhiều hay ít thôi. Thì anh Đức thì may mắn là anh thuộc cái phần ít. Bây giờ tới Đức đi. Tới em, tới Đức đó. Uống trà sữa mỗi ngày. Uống trà sữa mỗi ngày. Nghiện đúng không? Nghiện đúng không? Nghiện đến nỗi mà lúc mà giãn cách á là đâu có trà sữa nào bán đâu. Là tự mua về nấu luôn. Có thể là không ăn nhưng mà trà sữa là phải có. Rồi, còn gì nữa không em? Mình biết là bà xã là thấy có năng khiếu khi mình nhìn bà nhảy á. Bà nhảy rất là đẹp, động tác là nhìn rất là sexy. Mà là cái body thì nó không theo ý muốn của mình. Mình nói là cái này chỉ cần tập săn chắc lại là rất là đẹp. Thành ra khuyến khích. Nhưng mà sẽ thì thấy kiểu như cũng không được siêng vận động. Với một cái điểm nữa là mình thấy là cái vừa là ưu điểm mà vừa là khuyết điểm. Tức là rất là dễ tin người. Cứ thấy ai cái review cái gì là thấy đẹp nè, tốt nè. Thế là order, thậm chí là order những cái mỹ phẩm gì đó. Mà đến nỗi bị người ta lừa luôn, bị nhỏ lớp 12 lừa lấy tiền luôn. Mà chuyển tiền người ta mà chưa biết người ta ở đâu hết trơn. Nhẹo không?
Ồ, nhõng nhẽo thì thôi là số 1 luôn. Tức là ví dụ như đụng đau một cái là nhảy lên này, cái này là phải đưa tay hôn miếng là xong hết, cười à. Nhưng mà cái đó là đáng yêu nha. Không, nhõng nhẽo với rất là đáng yêu, thực sự là làm cho mình trẻ lại. Ôi, hai vợ chồng có mong muốn có con không? Muốn liền không? Mong muốn thì đương nhiên có con là mình cũng mong muốn, nhưng mà do cái dịch bệnh vừa rồi thật sự là nó là một cái thử thách rất lớn. Bữa giờ chưa có chúc ai hết. Chưa có chúc ai, tại bây cặp nào là ai bị cái mùa dịch đó là ai cũng có bầu hết trơn hết trọi rồi. Cho nên rằng là đây, rồi bây giờ bây em giờ. Đi, em mở hàng đi. Và chúc cho hai bạn năm sau đầu năm có tin vui, cuối năm có một thiên thần tuyệt vời đến với gia đình của Đức và Trần. Can you speak Vietnamese? Chúc. So this is Miss Vong. Miss Vong. And this is Mr. Thong. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. Both. What's your name? My name is Emre Sigura. Where are you from? I'm from Turkey. Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ. Yes. How long you stay here? 6 năm. 6 năm. Bao nhiêu tuổi rồi? I'm 40. 41 actually. Cái background của ảnh là ảnh làm cái gì rồi? Ảnh đang làm bất động sản. Trong một công ty bất động sản. Chief Commercial Officer, CCO thì có thể là quản lý về thương mại. Can you speak Vietnamese about you? About me? Introduce yourself. It's too difficult. Khó quá. Em Rê kết hôn với vợ là bao nhiêu lâu rồi? We're married for 3.5 years. À, giờ tới em. Chào cô Vân, chào chú Thuận. Con tên là Nguyễn Hồ Trà My, hiện nay là 32 tuổi. Đang làm marketing cũng như là một content creator. Như vậy là chắc có lẽ là My cũng là một nhân vật rất là nổi tiếng trên cộng đồng mạng đúng không? Chút ạ. Dạ. Chắc đây cũng là một cái hot TikTok nè, đúng không? Dạ. Anh có quay TikTok chung như con? Dạ có, quay nói chung làm diễn viên cameo. I don't appear on all the videos. Anh không có xuất hiện hết. You can speak Vietnamese a little. Yeah. Slowly. Some Vietnamese word. I can order food for myself. Anh có thể đặt đồ ăn. Ví dụ bây giờ đang đói bụng, anh cần ảnh nói một câu tiếng Việt về cái chuyện là ảnh đặt đồ ăn đó, cho bốn anh em mình nè. You can order Vietnamese food for four of us. Four of us. Ooh. Okay. Hello. Hello. That's so hard. Bốn bốn phở phở bò. Phở bò. Phở bò. Bốn phở hả? Dạ, thật ra anh cũng không order kiểu đó, mình trên Grab hay là trên mấy cái ứng dụng là có thể được thấy được cái món. Dạ đúng rồi, gửi đi. Cho mới nói chuyện trực tiếp được. Dạ. Chưa rồi là đặt bốn tô phở bò đúng không? Dạ. You just order four phở bò right? À đó, đặt cho bốn người đó. Đó, quá tốt. À, chúng ta phở bò ăn rồi. Suối. Chuyện tình cảm của hai bạn như thế nào? Lần đầu tiên em gặp anh ấy ở đâu và anh ấy tỏ tình với em như thế nào? Dạ, thì dating app. Là trên một cái app hẹn hò. Dạ, dạ rồi. Thì cái buổi gặp đầu tiên đó là sau khi một tháng hai người nói chuyện nhau thì thế là gặp nhau, nhưng mà cái buổi này thật ra nó không có suôn sẻ ở cái khúc đầu tiên. Tại vì anh để con đợi. Đợi một tiếng đồng hồ bởi vì anh tập gym và anh ra trễ và con phải đợi. Nhưng mà cái câu chuyện ở đây là con tại sao lúc đó con kiểu hơi bực tức á, con cũng muốn là xem ông này là ai vậy? Sao? Ông này là ai vậy mà để mình đợi vậy? Thế là anh tới. Đó, thế là anh tới thì kiểu rất là kiểu đẹp trai bảnh. Mặc áo hoa. Quần màu rêu, nói chung là nhìn cái cách phối đồ rồi cái cách nói chung là nhìn rất là đỏm dáng. Đó, nhưng mà kiểu lúc đó cũng rất là con khá là bực bội đó, cho nên là kiểu ok nói chuyện với nhau. Đó thì đó là cái ấn tượng đầu tiên thì nó đang không vui là như vậy, nhưng mà sau đó thì vẫn nói chuyện bình thường. Nhưng mà trong cái buổi đó thì tại vì anh này ảnh rất là thích về thể hình, quan trọng cái vóc dáng. Cho nên lúc mình đã tới trễ rồi, con đã gọi đồ ăn rất là nhiều để ra, cái xong đó nguội lạnh hết rồi, cái tới cái anh nhìn thấy anh không ăn luôn. Cái là thế là con kiểu ủa vậy sao nữa? Con cũng không ăn luôn. Cái là hai đứa chỉ nói chuyện thôi và xong rồi phát những cái đồ ăn đó đem đi. Còn Sura, lần đầu tiên bạn gặp cô gái này thì như thế nào? She was very outgoing person. First of all, and very mature for her age. Basically. Ví dụ tăng 2 nè. Dạ, tăng 2. Đem đồ ăn đi đâu? Dạ, thật ra là đem đó. Thì cuối cùng là ngồi trên xe mình, thật ra cũng tặng cho bảo vệ cái lúc cái thời điểm mà ảnh đi về á. Thì cái tăng 2 á thì bắt đầu kiểu là ok mình nói chuyện vui vẻ hơn, tại vì vô trong một cái pub nó rất là vui, nhạc nhẽo rồi. Lúc mà đó con cũng thấy là ok thôi. Cũng đâu biết là mình gặp thêm một lần nào nữa đâu, thôi giờ mình cứ xỏa thôi và chơi những cái game ví dụ như là True or Dare, có nghĩa là bình thường những cái người
bình thường cái này có một cái game nước ngoài True or Dare, có nghĩa là nói thiệt hay là dám làm, có nghĩa là hỏi một cái gì đó. Bây giờ nói thiệt cái chuyện đó hay là dám làm, và con hỏi những câu rất là 18 cộng. Và bắt, nói chung là bắt, có nghĩa là con giống như con trả thù vậy đó. Là con ví dụ như là mang cái bong bóng đeo cái ngay tay này, xong đi vòng vòng cái bar đó, là con bắt phải làm như vậy. Xong rồi đó, nói chung là kiểu bắt làm những cái nó hơi kỳ quái để giống như trả thù cho cái vụ trả giờ. Cái nụ hôn đầu tiên là nó đã xảy ra ngay cái lúc mà tụi con bye bye đi về, và con đã bị ảnh cắn cho một cái ngay môi, có nghĩa là cho chảy máu luôn, kiểu giống như là ảnh không có muốn rời đi á. Vậy hả? Một người, nói chung là một người rất là mãnh liệt, ngay tay cái ánh mắt rất là mãnh liệt, rất là kiểu rực lửa, có nghĩa là đó là cái cảm nhận đầu tiên của con. Khi mà con bị cắn như vậy thì cái phản ứng của con, cái điều đầu tiên của con là nghĩ là cái gì? Cái là anh này, nói chung là cái cảm giác con anh này, anh rất là mãnh liệt. Tức là em phải hỏi là con có thích điều đó hay không? Dạ, thật ra cũng hơi thích đó. Đúng không? Bị ấn tượng liền, đảm bảo. Đúng không? Dạ. Rồi như vậy là sao cái lần đầu bị tiên cắn, mà bị cắn môi như vậy, rất mãnh liệt như vậy, thì chắc chắn là tại vì con đã thích rồi thì chắc chắn phải có lần thứ hai. Và lần thứ hai, cái câu chuyện mãnh liệt gì nó tiếp theo nữa nè? Dạ, thật ra là với những cái mối quan hệ hẹn hò á, thì ảnh là người đầu tiên mà con hẹn hò vào buổi thứ hai, thứ ba. Và thật ra là con cũng hơi có chút dè chừng, cho nên là những cái buổi thứ hai, thứ ba thì con muốn nhìn ảnh ở những cái lát cắt khác. Cho nên là những cái địa điểm sau đó là do tự con chọn. Ví dụ như là cái lần thứ hai gặp nhau là trong cái Christmas party, có nghĩa là hai đứa ngay cái đêm Noel luôn, là hai đứa đi ăn với nhau, sau đó là đi nghe nhạc jazz. Thì là mình thấy một cái góc khác là anh này cũng rất là lãng mạn. Tức là cái lần đầu tiên thì kiểu rực lửa, mạnh mẽ, đỏm dáng, đúng không? Cái thứ hai là kiểu rất là lãng mạn. Và cái bữa thứ ba thì con muốn nhìn cái góc khác thử, thì thử đi ăn chay. Đó, thì cái thấy là anh này có một cái tính cách rất là nhẹ nhàng, tình cảm, rất là quan tâm tới gia đình. Hay quá vậy. Dạ. Thích ăn chay. Dạ, ảnh thích ăn chay. Thích ăn chay mà ảnh không có ăn chay được lâu. Có nghĩa là mỗi tuần phải có ăn thịt. Nhưng mà đó thì đó là cái mà con... Tại vì nếu mà kiểu quen nhau hẹn hò qua app á, mà mình đi theo cái sự hướng dẫn của người đàn ông mắc công, hình nó sẽ có những cái vấn đề, ví dụ như là nó bẫy mình hay gì đó, thì rất là sợ, cho nên thường con sẽ là cái người chọn địa điểm. Rồi lần thứ tư con có giận ảnh đi ăn ốc không? Dạ, cái lần thứ tư là có nghĩa là sau cái lần thứ ba đó, cái buổi đó là ngày để coi là ngày cũng là gần giao thừa của năm cuối năm 2016. Đó là cái lúc đó thì con đã đi chơi với nhóm bạn của con ở trên Đà Lạt. Và anh này thì ảnh có party gì đó, xong mà ảnh kiểu giống như ảnh cứ nôn, ảnh cứ ở Sài Gòn party xong cũng không thấy vui, xong rồi nhắn tin nhớ nhung, rồi giờ tao đi lên Đà Lạt được không, anh đi lên với em được hay không, đó kiểu như vậy. Thì cũng ngại là sợ là nhóm bạn của em cũng không cảm thấy thoải mái như thế nào đó, cuối cùng cũng lên thôi. Giả bộ hỏi hỏi vậy thôi, cũng lên. Rồi đến khi nào thì ảnh mới bắt đầu chính thức là ảnh tỏ tình và ảnh và em chấp nhận ảnh? Là tháng 1, có nghĩa là sau cái chuyến đi Đà Lạt đó. So I thought con... that is the first date. Yeah, so... Tức là em đi Đà Lạt, sau con đi Đà Lạt trở về đúng không? Dạ. Yeah. Yeah. Sau khi sau mấy tháng? Có nghĩa là từ cái lúc gặp nhau đầu tiên đó thì là khoảng là một tháng. Một tháng. Một tháng. Trời, lâu quá. 30 ngày đó chị. 31st December. Dạ. Yeah. Tới 30 ngày luôn. Yeah. Rồi sau đó thì là cái chuyện tình cảm của hai bạn có phải yêu xa không? Dạ. Thật ra cái thời điểm mà con gặp ảnh á là ngay cái lúc đó con cũng muốn, nói chung là có một cái làn gió mới và con cũng đang hơi bị mất định hướng về công việc đó, cho nên là con đang dự định là con sẽ đi Hội An một năm. Con sẽ nghỉ việc và đi Hội An đó. Và lúc đó thì tự nhiên gặp anh này, nhưng mà con cũng không thấy cái này là cái cản trở nữa. Và rất là nhiều bạn con thì nói là trời, mày bị điên hả, đang tự nhiên có quen một cái anh như vậy mà đi. Nhưng mà con vì lý tưởng của mình thôi, mình nghĩ là mình phải làm cái gì đó cho bản thân mình. Là đi. Con ra Hội An con làm gì vậy đó? Con có một cái thương hiệu về trang sức, có thể bán cho người nước ngoài. Là đi ra Hội An luôn, mấy bao nhiêu lâu? Dự tính là một năm, nhưng mà cuối cùng là anh này anh cứ giống như là anh thấy anh cũng nhớ thương quá. Xong rồi bay ra Hội An là yêu xa. Dạ, đúng rồi. Là yêu xa đó đúng không? Dạ, như vậy thì trong 8 tháng đó là ổng bay mấy chuyến ra ngoài Hội An? At least 4. Khoảng 4 chuyến. Nhưng mà thật ra she là come as well. Thật ra là con cũng giấu ba mẹ đi bay từ Hội An để đem về. Nhưng mà thời gian đó là anh có bạn gái nào khác không? Con có ghen không? Dạ, thật ra là lúc đó nếu mà có thì con cũng không quan tâm lắm. Rồi con hỏi anh thì anh nói không hỏi. Of course not. It's like we promise each other that we're going to give ourselves
space, but also we're not going to date anyone else. Như vậy là trong suốt khoảng 8 tháng mà con ở Hội An là hai đứa là chỉ gặp nhau trực diện là chỉ có 4 lần thôi. Đâu hơn chứ đâu em. Có, anh bay 4 bên chuyến. Đây 4 lần còn bên đây nữa. Bên đâu? Đây bay ngược về nữa. Ủa có ngược về, bay ngược dạ về. Dạ sao lại không? À. Em làm sao thế? Rồi. Phải có qua có lại chứ. Nghĩa là về dẫn về. Dạ. Đúng không? Rồi có dẫn anh đi ra mắt gia đình không? Dạ có, dẫn ra mắt gia đình là sau. Trong khoảng thời gian 8 tháng đó dạ. Hay là sau khi làm về? Sau. Dạ không, không. Trong sau 1 tháng mà tụi con dạ, có nghĩa là trong cái tháng 1 2017 luôn á. Là lúc mà con trước khi đi đại hội em trước khi ra Hội An là đã biết nhau rồi đúng là không? Là anh về giới thiệu gia đình. Dạ. Rồi sao gia đình có ủng hộ không? Dạ. Thì với một cái người có nghĩa là trước giờ thì con chưa ra mắt ai là người nước ngoài hết. Và mẹ con hỏi anh câu là ủa lớn tuổi vậy mà chưa có vợ hả? Thì con kiểm tra kỹ chưa? Có vợ ở nước ngoài chưa? Đó. Thì nói chung là thấy ảnh dễ thương, ba mẹ cũng rất là. Nhưng mà anh chưa có vợ đúng không? Dạ, anh đúng vẫn rồi. Độc thân. Thời điểm đó là độc thân. Lúc đó thì ảnh 36 tuổi. Thời điểm đó là ảnh 36. Nhưng mà gia đình thì sao? Gia đình. Dạ. Thì nói chung là thấy con vui thì ba mẹ cũng vui. Nói chung ba mẹ con cũng là một dạng rất là kiểu mở lòng á. Không có phải là cấm đoạn. Cấm đoạn. Rồi ba mẹ chồng đối với con thì sao? Ba mẹ chồng con thì rất là dễ thương, rất là. Rất là thương. Trong cái năm 2017 thì tụi con cũng về Thổ Nhĩ Kỳ để mắt đi Thổ Nhĩ Kỳ đúng không? Anh có nhiều anh em không? Dạ, anh có một anh trai sinh đôi luôn ạ. You have twins. Con kể chút xíu về cái gia đình của ảnh ở bên Thổ Nhĩ Kỳ như thế nào. Dạ. Thì cái thời có điểm bị lộn không? Dạ không. Cái thời gian không nó có bị lộn bao giờ không? Dạ không, thật ra là gia đình anh này cũng ngộ lắm, có nghĩa là mặc dù là có hai đứa con nhưng mà mỗi người làm việc một nơi ở đất nước khác nhau và ông bà sẽ tự ở lo cho bản thân. Dạ đúng rồi, tự lo cho bản thân. Rồi thì cái tháng 9 năm 2017 là cái lúc mà thời điểm mà tụi con vẫn ở Hội An á, thì anh ra mắt gia đình. Anh đem con về Thổ Nhĩ Kỳ ra mắt gia đình. Thì nói chung á là cái buổi đó nó cũng có nghĩa là con cũng mong đợi rất là nhiều. Người ta ra mắt gia đình người ta phải đẹp đẽ đúng không, nhưng mà 18 tiếng con bay, có nghĩa là nhìn con rất là bần, nhìn con rất là chán. Và con cứ mà xà máy bay xuống một cái là con phải vô liền trong mấy cái chỗ mà duty free á, để con make up lại, con lấy đồ con make up lại. Và ba mẹ con thì cũng gửi rất là nhiều trái cây, ví dụ như trái nhãn, là trái chôm chôm, măng cụt đó. Nó mang cả thùng đó như vậy. Nhưng mà nó rất là, ngay hải quan á, người ta thấy lạ. Người ta chưa bao giờ thấy chôm chôm hết, người ta chưa bao giờ thấy măng cụt hết. Cái người ta phải lại để người ta phải bắt là cái này là cái gì vậy, người ta không dám đụng, người ta tưởng bom. Đó, người ta phải bắt mở ra rồi cái này ăn sao, không dám đụng luôn. Nói chung là nó rất là sờ quần ngay cái khúc mà sờ quần á. Nhưng mà cuối cùng có qua được không? Dạ qua được, và lúc mà về thì con cảm thấy hình như là con không hề tự tin để mà đi ra mắt ngay cái thời điểm đó, nhưng mà mọi người cũng chấp nhận, cũng ôm hôn rồi chấp nhận. Là như vậy. Ăn trái cây có thích không? Dạ rất là thích. Đúng rồi, trái cây mình mà qua được bên đó là coi như là vô địch. Nhưng mà lần đầu tiên ra mắt với bên gia đình bạn trai như vậy, mà đặc biệt là ở một cái quốc gia như là Thổ Nhĩ Kỳ, thì con có lo lắng không? Dạ, rất là lo, tại vì mẹ, con nghe nói là mẹ của anh rất là khó. Và cái bạn gái trước thì mẹ anh không thích luôn. Cho nên là con rất là căng thẳng. Có bắt trùm mặt không? Dạ. Dạ không, mặc dù là Thổ Nhĩ Kỳ là nước Hồi giáo, nhưng mà gia đình anh này là người Do Thái. Nhưng mà mẹ của anh mặc dù là người Hồi nhưng mà cũng không có chùm mặt luôn. Thổ Nhĩ Kỳ rất là thoải mái. Ok. Như vậy là tình cảm của các bạn có sự khởi đầu, và thậm chí trong khoảng thời gian yêu nhau cũng rất là đẹp. Suôn sẻ. Chỉ có yêu xa chút xíu. Chỉ có yêu xa chút xíu nhưng mà tình cảm thì vẫn mặn nồng với nhau. Bây giờ thôi, bây giờ mình tới cái phần rất là quan trọng. Đó đúng là rồi. Khi mà thành vợ thành chồng với nhau, ở với một người đàn ông mà rất là đẹp trong mắt của em như vậy, thì không biết là trong cách sống của ảnh trong 6 năm trời, ảnh có những cái tật xấu gì không? Không, bây giờ để chị hỏi ông trước đi. Yeah. Nãy giờ là một mình bé nói, bây giờ hỏi ảnh đi. Review the best side of each other. Gì trong 6 năm okay. Right now. You talk. I think we suit each other the most, like it's like the matching. Rất là hợp nhau. So we have the same tastes, but we give ourselves the space to grow as well. Mặc dù là that's what I like. Rất là hợp nhau, nhưng mà tụi con đều có những cái khoảng cách nhất định để cho bản thân sẽ tự phát triển và tự có những cái khoảng không gian riêng. At the end, the beauty fades, but the thoughts and the moments that we have, we share, actually will stay.
Như anh bị lạc đề hay gì? Dạ, hơi lạc đề. Không, nói chung là nghe nó hơi serious vậy thôi, để con nghe. Đó là tật xấu nha, chứ không phải là tính tốt. Dạ, now, cái gì mà chưa hài lòng á. They want to see the bad side, the bad or happy. Something that you don't feel happy about. Bad happy. Okay. Maybe it's like whenever I try to approach her to tell her something, like train her, educate something, it's like the first reaction is, I know. Con phải dịch sát nghĩa nghe không được. Dạ, hiểu. Anh nói là mỗi lần mà anh muốn cần là muốn dạy con cái gì đó hay là muốn nói cái gì đó thì lúc nào cái phản ứng đầu tiên là thôi biết rồi. Ừ, biết rồi. Hấp tấp á. Đó cái tật đó mình có thể quy vô là hấp tấp. But she's very empathic, so she knows how to balance the emotions basically. Really? Yeah. That's from your gut. Yes. Anh nói là con, tại vì nói chung là anh hơn tuổi con, cho nên là lúc nào anh cũng muốn kiểu dạy, nhưng mà kiểu là con cũng sẽ rất là dễ thông cảm và dễ tiếp thu thôi. Thôi nói chung là ông này ông không có nói được cái tính xấu đâu ạ. Thôi chắc để con đi. I think không, đâu sao đâu kệ. Bây giờ ông đã nói được của con một cái hấp tấp rồi. Rồi. Đó, yeah. The second là hấp tấp. Okay. So second round. No, yeah, that's it. Another round. Okay. You feel like you're not happy about me. Oh, not happy. Okay. Yeah. Mm. Suy nghĩ. Let me think. Không, giờ hỏi luôn nè. Okay, let me hỏi ông coi là vợ có nhõng nhẽo, vợ có ghen hay không? Oh, maybe you're... Am I jealous? Not much. Yeah, không có. Yeah. It's like we trust each other basically. Yeah. Nói chung là tụi con tin tưởng lẫn nhau, không có ghen. Maybe you can tell them about the story that you tried to experiment the foods on me. Sao? Dạ, tại vì anh này anh dị ứng. Anh bị dị ứng hải sản. When you're newly married basically. No, okay. Thì cho nên là những cái lần đầu á con chỉ biết là hải sản là nó chỉ có tôm cua thôi. Nhưng mà thật ra lúc mà đi ăn nhà hàng thì lại có sò điệp nữa. Thì anh cũng bị, có nghĩa là anh ăn thì anh cũng bị kiểu như là Nó bị allergy là nó sẽ không thở được. Rất khó chịu, có nghĩa là anh khó chịu luôn. Thì lúc nào anh đi đâu anh cũng giỡn là cái này tính giết tao. Kiểu như là này, nó cố giết tôi. Đó, dạ, kiểu như vậy. Hay là mấy cái súp mà kiểu của Nhật Bản á, là con đã rất là kỹ. Nhưng mà con mua về là con đã nhờ bạn ở Nhật á là dịch coi thử là trong này nó có hải sản không, nhưng mà khi nấu á nó vẫn có mấy cái giống như là vỏ tôm nó xay ra á cô. Thì là ảnh vẫn bị kiểu là phải vô bệnh viện, có nghĩa là phải vô bệnh viện mấy lần. Vì tại vì con thử nghiệm đồ ăn. Dạ. Đồ cũng nguy hiểm ha. Dạ rất là nguy hiểm. Cho nên ăn uống với ảnh khá là kỹ. Như vậy là con là chỉ có một cái tật xấu là hơi hấp tấp thôi. Dạ. Đúng không? Và không có hợp tác trong cái việc mà ảnh góp ý. Đúng dạ, không? Theo như chú chút, hiểu. Chút, đó, chút, rồi. Và bây giờ tới con đó. Tật xấu là cái gì? Dạ. Thì thật ra là anh này thì không có tật xấu, nhưng mà có những cái cũng rất là vui thôi. Ví dụ như anh rất là thích shopping. Anh rất là mê shopping luôn. Rất là mê. Tại vì có nghĩa là người Thổ Nhĩ Kỳ theo con biết là người ta đã rất là đỏm dáng rồi. Và anh này là mê shopping từ những cái nhỏ nhỏ lặt vặt cho tới những cái lớn, quần áo, cái là giày hay là túi hay là quần áo của anh rất rất là nhiều. Và con phát hiện ra là cái này nó đến từ gia đình của anh luôn. Có nghĩa là đi qua chơi nhà mùa hè đi. Chơi gia đình ở ngày mùa hè đi, nhưng mà người ta đã sợt đồ mùa đông, chuẩn bị mua đồ mùa đông rồi. Wow, cái kiểu là như vậy. Và rất là thích cái gì, thậm chí là con mua một cái gì đó về thì anh sẽ kiểu cái gì đó mua gì đó. Là tính đồ shopping luôn á. Mặc đồ đó nó mặc thử coi. Được. Này không được hay cái gì đó. Đó là sẽ cất. Okay. Và thậm chí là mua những cái đồ mà thường là mua cái gì đó là mình sẽ mua hai cái. Nếu mà chưa thử á, chưa có biết vẫn phải mua hai cái để thử. Ví dụ như là một cái máy ngủ thì sẽ mua một cái rẻ, một cái mắc. Mua để thử coi nó sẽ như thế nào. Hay là mua những cái dầu gội. Và con phát hiện ra là lúc mà mở cái tủ ra là một đống cái dầu gội giống như là ở ngoài người ta, cái tiệm người ta vậy á. Và xếp rất là ngăn nắp, rất là kỹ. Và mỗi loại thì nó sẽ hai ba chai như vậy á. Cái xong kêu ủa tại sao anh phải mua nhiều vậy? Không, tại vì mình cứ xài thử đi. Mình lỡ mà mình thích á thì mình khỏi phải đi mua thêm, nó đã có sẵn rồi. Còn không thích thì sao? Cái xong mình không thích thì sao? Thì đó, mấy cái đó nó bị hết hạn coi như phải đi cho. Nó là vậy. Anh có hào phóng không? Trong cái vấn đề tiền bạc, anh có hào phóng với con không? Dạ cũng có. Nói chung là anh thích, có nghĩa là có cái gì mới, thậm chí là đồ ăn ngon mới lạ là anh sẽ thích. Cuối tuần tụi con sẽ đi siêu thị để mua đồ ăn mới lạ, nó thường là anh thích là như vậy. Hai vợ chồng là chung tiền hết hay là tiền của ai người đó? Dạ không, tiền ai nấy giữ. Cô cũng nghĩ vậy. Dạ. Tiền ai nấy rồi giữ.
Bây giờ mong muốn đi. Mong muốn thôi, bây giờ mong muốn con có mong muốn cái gì nữa mà là con chưa kể còn nữa đúng không? Còn nữa, còn nhiều lắm. Dạ. Anh có nhiều tổng mê shopping. Dạ, ông mê shopping, ảnh mê game. Mê game. Có thể chơi game. Chơi game mà ngồi chảy thay cả ngày luôn. Có thể ngồi chảy thay cả ngày như vậy đó để chơi game. Và thường thì cũng sẽ rất là nhõng nhẽo. Ví dụ như là ở nhà, mặc dù là có nghĩa là ở ngoài thì nhìn thấy một cái kiểu rất là lịch lãm, nhưng mà về nhà là tụi con không có ai bình thường hết trơn. Có nghĩa là đi đứng cũng không bình thường nữa. Tại vì rất là thích nhạc, hai đứa rất là thích nhạc. Và cứ mở nhà thì mở nhạc lên là sẽ đi đứng theo những cái kiểu là đi đứng, đi ngang qua là sẽ kiểu lắc qua một tí xíu, là lắc qua tí xíu, nhảy lên salon hay là múa quay quay cuồng là như vậy. Ủa rồi mà... tụi con có con chưa? Dạ chưa. Ồ vậy hả? Hèn chi mới dẫn hết gì được kiểu mà. Ủa, dạ mới nhiều năng lượng như vậy. Là có rồi chứ. Dạ chưa. Chưa đúng không? Dạ. Đó. Thì là mới dẫn hết. Và cái mặt của anh này thì thật ra là rất là nhiều cái cảm xúc á. Cái mặt của anh rất là hay diễn. Rửa chén thì sẽ kiểu là em ơi ngứa lưng quá gãi giùm, hay là nóng quá kéo giùm cái quạt. Uống nước khát nước quá, có nghĩa là rửa chén mà mình phải đi phục vụ ổng vậy đó. Nhưng mà anh rất là kỹ tính, anh rất là kỹ và rất là cố gắng giữ cho nhà cửa sạch sẽ. Nhưng mà cái thời gian vừa qua anh có cái anh sống ở Việt Nam, anh có khó khăn hay là tức là anh có cảm thấy là anh thích ở đây không? Cuộc sống ở đây nó có khó khăn hơn ở Thổ Nhĩ Kỳ không? So how do you feel about the life in Vietnam? I love Vietnam. So I mean, I like to call it my home here in Vietnam. Vietnam là nhà. And before Vietnam, I traveled a lot of countries. I lived in most of like Russia. I lived in Germany and States. So coming back to Vietnam, it's just like the people have very great mindsets and very happy people as well compared to the countries that I've been. Anh ở rất là nhiều nước trước đó rồi ở Mỹ, ở Nga, ở Đức và nhưng mà tới ở Việt Nam thì anh cảm thấy rất là thoải mái. Người dân rất là Never thought that I'm going to stay more than 3 years, but happened to be that I'm going to stay much more. Thật ra hồi lúc mà ở đây thì anh chỉ tính ở có 1 năm thôi, sau đó là cái dài 3 năm là cũng không nghĩ tới nữa, và bây giờ nó cũng đã 6 năm rồi. Và any difficulty? Any difficulty when you live in Vietnam? Not really. Maybe you can say that it's the language, but the newer generation speaks foreign languages, so it's not too difficult to communicate. Maybe sometimes it's with her parents that we don't 100% understand each other. But I'm a patient person, and also like we like to listen to each other. Cái khó khăn nhất là cái ngôn ngữ á, là cái học tiếng nó khó quá. Nhưng đôi khi là phải nói chuyện với bố mẹ của con thì nó cũng hơi khó khăn. Con phải ngoài con dịch. I think not difficult if you want. Exactly. You can learn. You can study Vietnamese. For sure. For sure. It will come. I think I was too busy that I couldn't learn or take in courses and everything, but for sure in the future, definitely. Thank you very much. I love my country. Yeah, for sure. It's a beautiful country. Trong cái khoảng thời gian mà dịch Covid á, thì ảnh có bị ảnh hưởng gì trong công việc không? Thật ra là cái khoảng thời gian đó là cái mà khó khăn nhất. Do you want me to share the Covid stories? No, I wish. Sorry? Oh, I will share. Sure. Can we? Sure. What do you want? Thực ra khó khăn cả thế giới. Dạ đúng rồi. Thì thật ra trước cái Covid á là ảnh đã có cái vấn đề về công việc. Có nghĩa là ảnh có nghĩa là một cái người mà đang ở một cái chức vụ cao trong một công ty và tự nhiên mất việc á. Thì đối với mọi người nước ngoài cái đó nó rất là khó khăn. Có nghĩa là từ một cái mức sống rất là cao, là có người đưa đón, rồi có nói chung là tất cả không có phải đụng gì hết, và tự nhiên là phải coi như phải tự làm hết tất cả đó. Thì trước cái đó là trước dịch, thì con nghĩ là nếu một người Việt Nam á, nếu mà người ta mất việc một năm á, cái chuyện nó đã khó khăn rồi, nhưng với anh này thì nó mất khoảng gần 3 năm đó. Và con nghĩ là nó rất là khó khăn cho cái thời điểm đó giữa hai tụi con, nhưng mà cuối cùng thì tụi con cũng vượt qua được. Chúc mừng. Dạ. Chúc mừng. Congratulations. Bây giờ thì ổn định rồi đúng không con? Dạ đúng rồi. Is it,
Okay, chúc mừng. Congratulations. Thank you. Nhưng mà cái đó nói chung là tụi con hay gọi là tam tai, thật ra đúng là con vừa mới gánh xong tam tai cùng với chồng. Mới gánh xong. Và cái thời điểm mà cái lý do mà tại sao con đi Hội An á thì cái đó là về bản thân con là con muốn tìm cái định hướng mới. Và thật ra là khi mà gặp anh này á thì anh này là một người kiểu như là trí thức và có một cái vị trí trong xã hội. Và khi mà gặp tất cả những cái bạn bè của anh á thì đều là kiểu giám đốc hay là những cái người chủ doanh nghiệp á, con cảm thấy rất là tự ti đó. Thì nhưng mà sau cái biến cố mà từ cái chuyện mà ảnh mất việc đó, con cảm thấy là con cần phải cố gắng hơn rất là nhiều. Và trong cái công ty mà con đang làm thời điểm đó, và cũng như là cố gắng rất là nhiều để con có một cái vị trí cho bản thân con. Con nghĩ là bây giờ con đã đạt được cái chuyện đó. Quá tốt. Hai vợ chồng đều ok đúng không? Bây giờ là chuẩn bị để có con thôi ha. Dạ đúng. Ready to have a baby. Now all the hardship we've been through. Yeah. We're waiting for the baby. The baby. Yeah. I hope so. Nói chung một cái dịp như thế này thì chú á, chú muốn hỏi siêu ra là bạn có muốn, có nghĩa là chồng con có muốn nói điều gì với chương trình và với vợ hay không? Do you want to share anything to the program and to me? I mean, of course, I'm looking forward to the future here and happily retire in Vietnam. And we're planning our future as well here in Vietnam as well. So we're doing a lot of planning, a lot of, let's say, investments here. And I want to stay in Southeast Asia for my career path and for us basically to grow our family here. Nói chung là tất cả những cái gì thì đều đang cố gắng nhìn về tương lai. Và sống ở ít nhất là ở Việt Nam hoặc là ở trong khu vực Đông Nam Á và cứ phát triển, thứ nhất là phát triển sự nghiệp và phát triển gia đình thôi. Dạ. Cùng với nhau. Thôi bây giờ nói chung là thay mặt chương trình á, đầu tiên là cảm ơn hai vợ chồng con. Dạ. Đã đến đây. Thứ hai là xin chúc vợ chồng con bây giờ là hết tam tai rồi. Dạ. Là tới hồi thời lai đó nghe. Dạ. Tiếng và sẽ có baby sớm nhất. Yeah. I hope we will have some time. Yeah. Okay. Con muốn có baby chưa? Dạ, cũng có thể là năm sau. Ok, chắc chắn là sẽ được. Yeah.